Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà bọn mình sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là đưa ra những cái góc nhìn liên quan đến thị trường crypto và đặc biệt là mảng thị trường DeFi. Và trong tập tuần này thì mình rất là vui khi được có cơ hội được trò chuyện với một vị khách mời quá quen thuộc với DeFi Discussion. Tuy nhiên là lâu lắm rồi thì anh em mới có thể thu xếp để có thời gian ngồi trò chuyện với nhau về những cái chuyển động của thị trường ha. Và chắc là mình sẽ để cho vị khách mời hôm nay, anh Poseidon, gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào mọi người, thì cũng rất lâu rồi mới quay lại với cái podcast hàng tuần của chúng ta. Thì chắc là đợt rồi thị trường sôi động và mọi người cũng có một chút hoặc là cũng khá nhiều lợi nhuận rồi. Thì podcast hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về một cái chủ đề mà nó cũng khá là sôi động trong thời gian vừa rồi. Xin mời Nguyên bật mí luôn cho mọi người cũng biết ha. Ok. Tuần vừa rồi thì mọi người sẽ chú ý đến một cái dòng tweet đầy bí ẩn của Coinbase, một trong những cái sàn giao dịch mà có thể coi là top đầu của thị trường thời điểm hiện tại. Thì Coinbase họ trong tuần vừa rồi thì họ có một cái sản phẩm mới, đó là một cái layer 2 có tên là Base, BASE. Thì đây là một cái giải pháp nó gọi là layer 2 và giúp hỗ trợ mở rộng các cái hoạt động giao dịch ở trên Ethereum. Thì cộng đồng Twitter thì một tuần vừa qua thì nói rất nhiều về cái sự kiện này. Rồi thì chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đó là anh nghĩ tại sao cộng đồng Twitter lại có cái động thái khá là FOMO cũng như là họ bàn tán rất là nhiều về cái bước đi này của Coinbase? Theo mình thì thực ra thì cái dòng tweet bí ẩn của Coinbase thì ban đầu người ta liên tưởng đến Arbitrum nhiều hơn, đúng không? Người ta liên tưởng đến một cái Aerox gì đó sắp được công bố ở trên Arbitrum, tại vì thường thì Coinbase nó hay kiểu úp mở về mấy cái token trước khi được Aerox khá là nhiều. Tuy vậy thì hóa ra là chúng ta đoán sai hết về cái màu xanh. Màu xanh nó đơn thuần là một cái dự án layer 2 của Coinbase có tên là Base. Thì thời điểm này thực ra theo mình nó mọi người FOMO là chắc là cũng đa phần là sẽ trông đợi vào một cái layer 2 và có retroactive, mặc dù Coinbase người ta có tuyên bố ở trong cái tweet của người ta và trong cái white paper của dự án thì hiện tại là cái phí ở trên giao thức này tạm thời sẽ được tính dựa trên Ethereum và không có ý định ra mắt cái token nào cho dự án ấy. Tuy nhiên thì như thường lệ thôi, thằng nào càng không ra mắt càng kêu là nó không ra mắt token thì thằng đó càng dễ ra mắt token ha. Đó là ý thứ nhất, đó là nói chung là anh em khá là FOMO vì cái retroactive này. Cái thứ hai là nó liên quan đến Optimism là một cái giao thức layer 2 cũng rất là hot hiện tại. Và nếu như mọi người để ý thì thực ra cái base của Coinbase nó chỉ là một cái bộ phận trong một cái mà Optimize gần đây nó công bố có tên gọi là Superchain á. Thì chúng ta đôi khi chúng ta để ý vào cái base quá chúng ta quên đi cái câu chuyện Superchain này, tức là một cái cập nhật mà cho phép Optimize hiện tại nó không còn là một cái layer 2 đơn lẻ nữa mà nó sẽ cung cấp các cái công cụ để phát triển tùy biến những cái chain theo layer 2, theo cũng là layer 2 nhưng mà nó sẽ tùy biến theo các cái nhu cầu của các cái dự án. Thì cái này nó tương tự, gần như tương tự như cái mô hình của Cosmos, đúng không? Đó, thì khá là tương tự cái mô hình của cái gọi là Cosmos SDK, đúng không? Rồi cái thứ ba là cái thứ ba là FOMO, cái nữa là bởi vì nó lại dính đến Ethereum, tức là Coinbase nó không phát triển một cái chain riêng của nó mà nó lại lựa chọn làm một cái layer 2 của Ethereum. Và Ethereum thì sắp tới sẽ có cái cập nhật hard fork sang 2 đó, thì tổng hợp từ ba cái đó cho nên là mình nghĩ là mọi người khá là kỳ vọng vào cái cập nhật này và cũng đang cố gắng tìm tất cả những cái thứ liên quan đến Bay và Optimize để mà FOMO. Thực ra thì cái thông tin xoay quanh cái layer 2 này thì nó chỉ có gọi là những cái gạch đầu dòng như vậy thôi.
vì phía Coinbase thì họ cũng chưa có một cái prototype, một cái bản thử nghiệm nào để cho người dùng có thể lên đó và sử dụng. Tuy nhiên là hồi nãy anh Poseidon có nhắc đến cái câu chuyện là token của một cái hệ sinh thái, đúng không? Thì rất là nhiều các cái ý kiến đồn đoán là Coinbase có ra token cho cái layer 2 này hay không. Đặc biệt là một cái sự kiện nó rất là hy hữu trong cái ngày ra mắt của cái layer 2 này, đó là cái đồng Base Protocol gì đấy, tức là nó là một cái đồng không liên quan. Nhưng mà mọi người cứ tưởng nó là cái đồng của layer 2 này, xong rồi mọi người vô mua quá trời, xong rồi mãi về sau mọi người mới phát hiện ra cái vấn đề đó. Rồi nhiều cái câu chuyện bên lề, ví dụ như là cái NFT đó, thì trước khi mà Coinbase tung cái tin này á, thì họ cũng có một cái thành viên ở trong đội nhóm thì họ cũng kêu là chúng ta có một cái dự án, nói chung là tôi có một cái bộ sưu tập NFT như thế này để chào mừng cái sự kiện ra mắt gì đó, nói chung là cũng đặc biệt. Thì thế là bà con đổ xô đi mint cái NFT này, thì nó cũng làm cho cái phí gas ở trên Ethereum nó tự nhiên nó đội lên một cách nó rất là đột biến. Rồi nói như vậy thì những cái sự kiện quanh quanh như vậy để chúng ta thấy là cộng đồng hình như là họ đang rất chờ đợi vào một cái token tạm gọi nó tên là Base. Thì anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này, tức là có cái kịch bản nào đó mà họ sẽ đưa ra một cái đồng token có thể gọi là quản trị cho cái layer 2 này không? Thực tế thì kịch bản ra mắt token thì dĩ nhiên là luôn có, tại vì như mọi người cũng biết ấy, thì một cái dự án dạng như Bay ấy, nó không phải là cái đầu tiên xuất hiện, tức là nó làm layer 2 nhưng mà nó sẽ sử dụng phí của Ethereum. Đó, chúng ta có một cái ông lớn và mọi người đang mọi mắt chờ mong, đó là Arbitrum rồi. Thì nó Bay thực ra nếu mà giả sử nó làm tương tự Arbitrum thì nó cũng không có gì bất ngờ. Khả năng ra mắt token thì dĩ nhiên là có, tại vì ra mắt token và gắn nó vào cái layer 2 và thay đổi cái cơ chế phí ấy, thì không phải là một cái câu chuyện khó đối với những cái dự án lớn. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ một điều là Coinbase là một cái sàn giao dịch và đã có một mã chứng khoán là Coin và đã niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ, đồng thời là nó sẽ chịu sự quản lý của một số cái cơ quan pháp lý, ví dụ như SEC chẳng hạn, hoặc là một số cái cơ quan khác liên quan đến pháp lý và tài chính ở bên Mỹ ấy. Thì cái việc mà ra mắt token Base ở trên Coinbase thì có thể là một nước đi khá là mạo hiểm, và nó có thể liên quan đến khá là nhiều rủi ro về mặt pháp lý cho cái sàn chính là sàn Coinbase ấy. Thì theo mình thì tạm thời trong cái thời gian ngắn và trung hạn thì có lẽ là đúng là Coinbase nó sẽ không có ra mắt cái token Base. Tuy nhiên thì nói như vậy không phải là chúng ta sẽ không có cơ hội ở trong này, tức là có thể là chúng ta cứ trải nghiệm bình thường, nếu mà khi sau này nó ra những cái testnet và mainnet thì chúng ta cứ xài bình thường, tại vì chắc chắn là trên cái layer 2 Base đó nó sẽ phát triển những cái dự án khác của Coinbase. Cái đó là cái điều mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn. Và nếu mọi người soi lại cái portfolio của Coinbase ấy, thì hầu như tất cả các mạng ha, từ AMM đến Lending đến NFT đến Gear Aggregator, đến nói chung là hầu như các cái dự án trong portfolio của Coinbase nó đã thuần túy, nó đã đủ cho một cái hệ sinh thái rồi. Thì khi mà Bay nó phát triển layer 2 và nó kéo những thằng đó về ấy, thì rất dễ, hoặc là những thằng mới lên nữa thì rất dễ là những cái thằng đó nó sẽ retract tiếp cho người dùng của mạng từ sớm, thì chúng ta cứ xài bình thường thôi. Và không có ý của mình ở đây là đừng quá nó thậm chí là câu chuyện quay trở lại câu chuyện săn retroactive, chúng ta đừng quá ôm nhiều hy vọng thôi. cứ làm một cách vui vẻ và trải nghiệm một cách bình thường thôi thì từ khác nó sẽ tới. Thật ra thì đã có một cái mã cổ phiếu tên là Coin rồi, đúng không? Thì tại sao nó lại đặt tên cái L2 nó tên là Base, nó như kiểu là một cái mảnh ghép lại thì thành Coinbase. Thì nói như vậy là chúng ta coi như là chúng ta không anh em đừng gọi là coi cái này là một cái nhận định hoặc là một cái predict. Chúng ta chỉ có thể gọi là open với cái viễn cảnh đó thôi, với cái kịch bản đó thôi. Tại vì rõ ràng là chúng ta thấy là optimism chẳng hạn, từ cái thời điểm mà họ launch cái giải pháp của họ đến khi mà họ ra token thì nó cũng đâu đó suy sát khoảng một năm hơn để cho cái hệ sinh thái nó bắt đầu nó hình thành, để cho cái sản phẩm, các cái DApp nó bắt đầu nó chuyển nhà lên đây dần và nó bắt đầu nó thu hút được một cái lượng
hoạt động nhất định thì bắt đầu nó mới ra một cái token nào đó và nó capture lại cái value mà nó đã thu hút về được. Thì biết đâu đó khi mà 1 đến 2 năm khi mà Base nó bắt đầu nó hình thành và nó bắt đầu nó thu hút được một lượng hoạt động nhất định và lúc đó cái quy định cái regulation nó bắt đầu nó ủng hộ hơn một xíu thì có thể họ sẽ open, họ sẽ kêu là bây giờ chúng tôi sẽ có kế hoạch triển khai một cái như vậy. Thì nó cũng là một cái kịch bản mà chúng ta có thể gọi là tính tới. Hồi nãy thì anh Poseidon có chia sẻ đến việc là Coinbase họ sử dụng cái bộ công cụ OP Stack của Optimism. Thì đây là một cái định hướng mà Optimism họ muốn xây dựng các cái superchain xoay quanh cái hệ sinh thái này. Không hẳn là xoay quanh nhưng mà nó là một cái kiểu là các dự án sẽ sử dụng cái bộ công cụ của Optimism. Thì chắc là câu hỏi tiếp theo đi là ngoài optimism thì anh Poseidon nghĩ là cái dự án nào sẽ nhận được cái tích cực từ cái thông tin cũng như cái động thái này của Coinbase? Tại vì Optimism thì chúng ta thấy là sau cái thông báo này thì cũng khá là FOMO ha, rất là nhiều cái dòng tiền nó bắt đầu nó đổ ngược về Optimism sau cái động thái này. Thì ngoài Optimism, anh Poseidon nghĩ là những cái tên nào hoặc là những cái tổ chức nào nó được hưởng lợi? Chắc chắn là Optimism nó sẽ là cái dự án hưởng lợi trực tiếp, tại vì như mọi người có đọc, nếu ai đọc kỹ ở trong cái tài liệu của dự án Base thì sẽ thấy là trong cái sau khi đi vào hoạt động thì một phần phí mà Base thu được nó sẽ chia thẳng lại trực tiếp vào treasury của Optimism. Thì đây là cái nguồn tiền mà chúng ta thấy gần như là ngay trước mắt mà Optimism sẽ được nhận trong tương lai. Tại vì mọi người đừng quên là Coinbase nó có một cái lượng người dùng và một cái lượng tiền cực kỳ lớn ở trên cái sàn truyền thống sàn SIX của nó, và chỉ cần nó mua, thực ra không cần mua quá nhiều đâu, không cần di chuyển quá nhiều đâu, chỉ cần từ 10-20% thôi là mình thấy cái GVL nó cũng đã cực kỳ lớn rồi. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái OP Stack, nếu mà nó Coinbase nó triển khai thành công thì có thể là cái bước đầu tiên thôi, và trong tương lai nó có thể có nhiều dự án nó cần đến một cái layer 2 tương tự như vậy, và nó sẽ không muốn bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền ra để phát triển một cái layer 2 riêng. Đó, không phải dự án nào cũng có nguồn lực như vậy. Đó, như anh em trước đây chúng ta có dự án là AC đúng không? AXS ấy. Nó phát triển riêng một cái layer 2 là Ronin để mà phục vụ cho cái câu chuyện xây dựng và xây dựng dự án và xây dựng trải nghiệm người dùng ở trên đó. Thì thực ra không phải dự án nào cũng có cái tiềm lực để làm được câu chuyện đó, và nó cũng khá nhiều rủi ro, nhất là về bảo mật. Thì nếu mà Coinbase làm thành công cái bay này thì OpenStack nó có thể được sử dụng phổ biến hơn, và khi đó Optimism lại càng được hưởng lợi nhiều hơn. Thì đó là cái câu chuyện về Optimism. Tiếp theo thì dòng tiền nó sẽ đổ vào hệ Optimism và nó sẽ đẩy những cái đồng coin nhỏ ở trong hệ sinh thái Optimism lên thôi. Thì nếu mọi người để ý thì mình có xem một số cái đồng altcoin làm về AMM hay là Lending ở trên Optimism á, thì từ khi có tin đến giờ nó tăng khá là nhiều lần rồi, khoảng 2-3 lần gì đó. Thì nói chung là khá là FOMO. Còn những cái dự án mà nó gọi là hưởng lợi gián tiếp thì có thể có hai dạng. Thứ nhất là những cái dự án làm về layer 2 theo cái mô típ như Optimism, đó là dạng như Boba Network hay là Metis, thì nó cũng sẽ được hưởng lợi từ cái câu chuyện Optimism Rope này. Cái thứ hai là những cái dự án mà nó sẽ phát triển theo hướng upchain á, tức là phát triển theo cái hướng mà như hồi nãy mình có nói là xây các cái bộ công cụ và cầu nối để mà cho các phép dự án phát triển lên đó, ví dụ như là Cosmos hoặc là Avalon ấy. Thì cái này thì tạm thời chắc là sẽ là câu chuyện long term chứ không thể là short term được, tại vì Bay nó mới chỉ là cái ý tưởng và mới chỉ là một cái công bố về cái việc nó sẽ thực hiện thôi, còn cái việc nó lên thành công và sau đó các dự án khác phát triển lên thì nó còn khá là xa. Tuy nhiên thì đó cũng là cái dự phóng của cá nhân mình. Có một cái thông tin liên quan đến trước cái thông báo này của Coinbase, đó là nhiều người dự đoán là một vài KOL trên Twitter họ đã dự đoán được là Coinbase họ sẽ phát triển một cái hệ sinh thái gì đó nó tương tự với lại cách mà Binance họ làm với BNB Chain.
Và thực sự thì sau khi Coinbase họ đưa ra cái thông báo này thì đúng là họ cũng đang có một cái dự định là như vậy thật. Nhưng mà nói một xíu về một cái người mà đã đi trước ở trong cái combo kiểu như thế này ha, là một cái sàn giao dịch CX và một cái hệ sinh thái on-chain như là Binance, thì anh Poseidon thấy có cái sự khác nhau nào giữa hai cái thực thể này hay không, và có thể gọi là trong cái cách tiếp cận hoặc là trong cái hướng đi hoặc là trong cái có thể là cái văn hóa các thứ, thì có cái sự khác biệt gì giữa hai cái đối tượng này hay không? Theo mình thì về cái motif nó làm thì khá là tương tự với nhau, tức là xây dựng một cái thực thể ở trong tài chính truyền thống DeFi trước và grow nó lên thật là lớn, sau đó mới tính đến câu chuyện đó là làm mở ra cái phi tập trung, cái on-chain và mở ra cái cửa Web3 dành cho nó và phát triển những cái hệ sinh thái nhỏ, những cái hệ sinh thái gồm nhiều dự án nhỏ khác xoay quanh nó. Tại vì nếu mà chúng ta xem Binance và Coinbase hiện tại thì thực ra nó không phải là ở một câu chuyện, một cái sàn giao dịch bình thường nữa, và nó tập hợp trên nó rất là nhiều. Hầu như tất cả những cái sản phẩm ở trên Binance hay là Coinbase ấy, thì nó cũng là đại diện cho các cái mệnh ghép cần trong một hệ sinh thái đó, tức là giao dịch lending, earn các thứ, rồi yield farming các thứ nó đều có hết rồi. Thì chẳng qua bây giờ câu chuyện đó, nó muốn chuyển cái dòng tiền từ DeFi sang CeFi, tức là từ tài chính truyền thống sang tài chính phi tập trung, thì cũng có những cái điểm khác nhau nhất định ở trên hai cái dự án này. Thì đối với Binance thì người ta xây dựng một cái chain riêng của người ta, và CZ là mong muốn kiểm soát phần nào đó, kiểm soát được cái Binance Smart Chain hay bây giờ đổi tên là BNB Chain, chứ không muốn dựa vào một cái đề một khác, và nó là câu chuyện như vậy. Và từ đó nó sẽ có những cái tác động dễ dàng hơn đến với BNB Chain. Bằng chứng đó là CZ nó đã giúp cho BNB Chain từ một cái hệ sinh thái non trẻ nó đã phát triển lên thành một cái hệ sinh thái top 2 có những lúc là cực kỳ lớn ở trên thị trường crypto. Nhưng mà đối với Coinbase thì người ta không làm cái chuyện đó. Người ta cũng làm một cái chain, nhưng mà cái chain của Coinbase thì nó dạng như mình cảm thấy là các cái người đứng đầu của Coinbase người ta đang đặt niềm tin vào Ethereum và cái tài chính phi tập trung ở trên Ethereum đó, và bằng chứng người ta lựa chọn là một cái tiếp cận nó nhẹ nhàng hơn, và có thể nói là nhẹ nhàng hơn, bởi vì người ta lựa chọn một cái chain gốc là Ethereum là quá uy tín để phát triển layer 2 rồi. Cái thứ hai là người ta cũng không muốn tự phát triển một cái công cụ riêng của mình mà người ta dùng cái OpenStack đó. Thì cái bước đi của Binance thực ra là nó dạng như kiểu là muốn chiếm lấy thị trường, tức là muốn cạnh tranh trực tiếp với những layer 1 khác và muốn chiếm lĩnh phần nào đó thị trường đó. Còn bước đi của Coinbase là đơn giản, hiện tại với cái góc nhìn của mình thì nó mới chỉ là câu chuyện muốn đưa DeFi thành CeFi thôi, tức là muốn chuyển người dùng và những cái tài sản ở trên Coinbase cho phép nó mua sang cái tài chính phi tập trung, tham gia vào các cái tác vụ khác ở trên tài chính phi tập trung. Nó chỉ đơn thuần tạm thời nó chỉ là như vậy đó. Thì trong tương lai có thể nó sẽ có những cái nâng cấp về cái tầm nhìn ở sau này, nhưng mà hiện tại nó chỉ là vậy. Thì đó là cái điểm khác nhau mà mình thấy rõ ở hai dự án đó. Có một cái vấn đề khác, nhưng mà cái này thì chắc là chỉ liệt kê ra thôi, em nghĩ là mình cũng khá khó để có thể phân tích. Nó là cái vấn đề liên quan đến pháp lý ở trong cái nội bộ của thị trường Mỹ. Thì có thể nói là Coinbase họ gần như là họ có một cái hướng tiếp cận nó legit hơn, tức là họ lên sàn chứng khoán, họ niêm yết cái mã chứng khoán, rồi họ nói chung là họ cũng tham gia nhiều cái quá trình liên quan đến đáp ứng yêu cầu pháp lý từ giới chức. Ngược lại thì thời gian gần đây chúng ta thấy là Binance không biết là phía sau hội trường như thế nào, nhưng mà trên mặt báo thì chúng ta thấy là rất là nhiều các cái tin tức nó không cơm lành canh ngọt lắm với thị trường Mỹ. Thì đây có thể là một trong những cái hướng tiếp cận, tức là Coinbase họ sẽ đi từ cái gốc rễ của họ và họ move ra những cái thị trường khác, thay vì là họ chủ động gọi là như anh Poseidon nói là họ dominate cuộc chơi luôn. Thì cái này cũng là một cái cách tiếp cận nó khá là khác nhau giữa hai bên. Một cái ý khác mà em nghĩ là cũng có thể nó sẽ cũng hơi ảnh hưởng á, đó là cái user behavior, tức là cái cách mà người dùng tiếp cận cái hệ sinh thái, cái sản phẩm của họ. Chúng ta biết là Ethereum và các cái layer 2 thì cái hướng tiếp cận nó sẽ hơi
tức là họ yêu cầu cái tính gọi là cái tính digital nó cao hơn, hoặc là cái văn hóa, hoặc là cái cách họ tạo ra một cái sản phẩm mới thì nó sẽ được ưu tiên cao hơn. Còn của BNB Chain thì chúng ta thấy là cái cách họ set up thì nó vẫn thiên về business và cái mô hình nó chú trọng nhiều đến dòng tiền và tài chính các thứ, làm sao để cho cái hệ nó không cần quá là innovative nhưng mà nó sẽ đều đều nó đi lên như vậy. Thì đây là cái hướng tiếp cận khá là khác nhau và cá nhân em thấy từ hai bên, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cách mà user họ tiếp cận với hai cái hệ sinh thái này. Không biết là anh Poseidon nghĩ như thế nào về việc là cái xu hướng có một cái tổ chức phi tập trung StreetFi họ bắt đầu xây dựng thêm một cái hệ sinh thái on-chain và họ bắt đầu move dần cái dòng tiền ra. Thực ra cái cách tiếp cận này nó không mới đúng không? Chúng ta thấy là trong quá khứ rất là nhiều, Huobi họ cũng có một cái HecoChain, rồi OKX thì họ cũng có những cái ví dụ như OKChain các thứ, rồi Kronos của crypto.com thì phải. Thì đây là cái cách tiếp cận nó không mới, nhưng mà anh nghĩ là cái xu hướng này trong tương lai nó có thay đổi hay không, hay là nó có hình hài gì khác biệt hay không? Đặc biệt là sau khi mọi người nói rất là nhiều về cái vấn đề là phi tập trung, khi mà rất là nhiều các cái vụ scam nó liên quan đến việc là một cái thực thể họ toàn quyền kiểm soát tài sản của người dùng, rồi họ có những cái động thái nó không minh bạch và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường. Thì như Nguyên nói, cái mô hình này thực ra nó không có mới, và hầu như trong cái thời điểm mà Layer 1 nó hot đó, thì cái này hình là một trong những cái kết kiếm tiền luôn đó, của các cái sàn giao dịch đó. Đa phần người ta sẽ làm thêm một cái chain, nhưng mà sở dĩ là nó chỉ có Binance Smart Chain thành công thôi, còn lại đa phần thì chỉ là ở mức cầm cự đối với gọi là cho tồn tại với thị trường thôi, chứ cũng không có bùng nổ được quá nhiều. Thì theo mình thấy cái vấn đề lớn nhất ở đây là chúng ta đang thiếu cái sự sáng tạo ở trong cái cách xây dựng sản phẩm của các cái dự án đó. Nó thuần túy là chỉ đơn thuần là copy và fork và cố gắng tạo ra những cái một vài cái ý tưởng nào đó để tạo cái sự FOMO thông qua cái việc bơm thổi dòng tiền ở trong đó rồi. Thì cái mô típ này nó khá là nhàm chán và nó không còn đủ hấp dẫn đối với người dùng nữa. Người ta mong đợi những cái gì đó nó tốt hơn, nó sáng tạo hơn và nó long term hơn. Thì cá nhân mình thấy như vậy. Cái thứ hai đó là về cái việc mà cái này nó có tồn tại tiếp hay không, thì thực ra theo mình nó sẽ có thôi. Bởi vì đây vẫn đang là một cái bước chuyển giao giữa DeFi với CeFi, và đa phần nói như hồi nãy Nguyên có vừa dùng cái từ đó là cái thói quen của người dùng ấy, thì nó mang hơi mang tầm vĩ mô chút, tại vì nó còn liên quan đến Web 2 và Web 3.0 nữa. Thì mọi người có thể thấy là hầu như chúng ta vẫn đang chủ yếu giao dịch và lưu trữ tài sản hay là mọi thứ khác ở trên các cái sàn tập trung. Mặc dù sàn phi tập trung nó cũng đã có rất nhiều, tuy nhiên nó còn rất là nhiều cái hạn chế liên quan đến sản phẩm phi tập trung. Theo mình, cái động thái của các sàn, các cái thực thể ở DeFi và nó xây dựng kèm và một cái on-chain, thì nó vẫn sẽ tồn tại để mà giáo dục, để mà nó chuẩn bị sẵn sàng cho cái câu chuyện đó là chuyển luân chuyển người dùng vào dòng tiền. Khi mà cái trải nghiệm người dùng nó đã được cải thiện dần lên thì người ta sẽ có sẵn những cái hạ tầng để người ta ốp nguyên cái DeFi sang CeFi và sẽ không bỏ lỡ cái nhịp đó. Và mình thấy cái xu hướng này cũng là một cái xu hướng nó tốt thôi, chứ nó không có vấn đề gì cả. Quan trọng là cái cách làm của từng cái thực thể nó như thế nào. Ví dụ như Coinbase có một hướng đi, Binance có một hướng đi đó, thì nó sẽ tạo ra cái sự nói chung là mình cần cái sự sáng tạo hơn ở trong cái sản phẩm ấy, chứ không phải đơn thuần là câu chuyện copy và fork như những cái mà mình chứng kiến ở trong 2021. Thì chỉ là hy vọng điều đó thôi, chứ còn cái trend này chắc chắn nó sẽ vẫn tiếp tục kéo dài và nó sẽ vẫn sống thôi, chứ nó sẽ không bao giờ chết được. Thực sự ra thì nếu như mà anh em theo dõi thị trường thì cũng sẽ thấy là có rất là nhiều các cái từ khóa liên quan đến cập nhật kỹ thuật, và chúng ta vẫn đang trên từng bước, chúng ta bước từng bước với những cái cập nhật kỹ thuật đó. Và cái việc mà Coinbase họ rẽ nhánh ra một cái hướng đi như thế này á, nhiều người cho rằng nó là một cái bước lùi của DeFi, tại vì nó là một cái thực thể centralized, đúng không? Thực thể của tài chính truyền thống, nó mang hơi hướng của tài chính truyền thống, và mọi người sợ rằng đây là một bước lùi của DeFi, bởi vì nó đang bị những cái tổ chức truyền thống họ bắt đầu họ lấn sân dần.
Nhưng mà thực sự thì để mà nói cái này nó là một bước lùi hay là nó là một cái nền tảng để thu hút tiền từ những cái thị trường truyền thống vào, những cái người dùng mà đã quen với các cái sản phẩm tập trung vào thị trường DeFi, thì chúng ta sẽ cần thời gian để nói về cái vấn đề đó. Ở cái thời điểm hiện tại thì rất khó để có thể kết luận được là đây sẽ là một cái tốt hay là cái xấu cho DeFi. Ok, nhắc về những cái cập nhật thì trong tuần qua em cũng vô tình lướt được một cái tweet của founder quỹ Paradigm. Thì ông này ông cũng tweet rất là nhiều các cái từ khóa liên quan đến cập nhật kỹ thuật, nào là EIP 1844, rồi cái base của Coinbase, rồi rất là nhiều các cái thesis ví dụ như là app chain. Rồi cái ông founder này á, ông cũng đưa ra một cái thesis thôi. Ông bảo là bây giờ là với những cái động thái của những cái tổ chức lớn và những cái cập nhật có thể tối ưu hóa cho cái các cái giải pháp scaling layer 2, tối ưu hóa về mặt chi phí kỹ thuật, thì cái app chain nó đang manh nha và nó bùng nổ trong tương lai. Thì đây là cái nhận định của ông founder này. Ok, thì chắc là chúng ta sẽ nhấn mạnh vào cái từ khóa app chain đi, tại vì mình nghĩ là nhiều anh em nghe podcast thì cũng khá là tò mò và cũng quan tâm nhiều đến cái việc là xu hướng nào sẽ đến tiếp theo. Vậy thì anh Poseidon nghĩ sao về cái app chain này? Có gạch đầu dòng nào đáng chú ý cho tạm gọi là cái nhóm đầu tư cá nhân đi, những retail investor đi, thì có gạch đầu dòng nào đáng chú ý hay không? Thì đầu tiên chắc là phải ngắn gọn là app chain nó là cái gì đúng không? Tại vì chắc là có một số người ta sẽ không có biết. App chain thì thực ra mọi người hiểu đơn giản thì nó là một cái xu thế, dạng như là những cái KD app nó sẽ tự xây dựng và phát triển những cái chain riêng để phục vụ cho chính dự án của mình. Đó, thì thông qua những cái công cụ lại do một bên khác cung cấp ha. Ví dụ như là nãy mình có nói là OpenStack của Optimism hoặc là Cosmos SDK của Cosmos ấy, thì nó là một dạng như vậy. Thì thực ra cái này chúng ta thấy cũng khá là nhiều dự án lớn làm rồi, ví dụ như Ronin giữa của AC, hay là gần đây là Bay của Coinbase đó. Thì thực ra app chain theo mình, theo quan điểm của mình thì còn khá là sớm để mà nói là nó sẽ có những cái narrative. Tại vì sao? Tại vì cái market size của thị trường hiện tại bây giờ đối với những cái DApp phát triển trong từng mạng đó, nó không đến mức cần thiết phải xây dựng cái app chain riêng. Vì xây dựng app chain thì đồng ý nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ có lợi ích là nó giảm tải cho cái chain chính khá là nhiều. Cái thứ hai là nó sẽ tùy biến tốt hơn cho chính cái dự án đó, phục vụ tốt hơn cho chính cái dự án đó. Ví dụ như dự án nó cần bảo mật tốt thì nó sẽ tùy biến như thế nào. Dự án nó cần giao dịch tốc độ nhanh, xử lý nhanh như để mà làm game thì nó sẽ tùy biến như thế nào. Đồng ý cái câu chuyện đó là nó chính xác. Tuy nhiên thì nó lại gắn với cái câu chuyện hiện tại mà chúng ta đang nói về nhau khá nhiều, đó là cái bảo mật và cái câu chuyện là cầu nối đó. Thí dụ như là khi mà xây dựng một chain riêng thì anh em đơn thuần là phải đối diện với câu chuyện là anh em có thể giữ được cái bảo mật tốt ở trên cái chain đó không, và cái dòng tiền từ những cái chain khác nó có thực sự, nó gọi là khả năng tương tác xuyên chuỗi đúng không? Thì nó có đáp ứng được câu chuyện đó không? Nếu mà xây dựng một cái chain riêng mà đánh đổi những hai cái đó thì nó cũng là lựa chọn khá lớn đối với nhiều dự án. Thì do đó thì app chain nó sẽ vẫn là xu hướng trong tương lai, tại vì khi mà cái market size của thị trường nó đạt đến một cái độ lớn nào đó thì chắc chắn chúng ta phải làm cái chuyện đó thôi. Lấy quay ngược lại quá khứ đi, ngày xưa đâu ai quan tâm đến layer 1 khác và các layer 2, chúng ta chỉ có Ethereum phát triển đến một mức độ nào đó nó lớn quá rồi thì cần những cái layer 1 khác và layer khác hỗ trợ, và hoặc là chia nhỏ cái thị trường ra. Tiếp theo thì ngày xưa layer 2 cũng chỉ có Polygon, rồi Polygon phát triển đến một mức độ nào đó lại cũng cần những cái layer khác với những cái công nghệ khác, và đến bây giờ thì khi mà chúng ta có layer 2 rất là nhiều rồi thì Optimism nó lại làm thêm một cái là super chain để nó còn phân nhỏ những cái layer 2, phân nhỏ những cái dự án ở trên layer 2 ra nữa. Thì chắc chắn cái này đó là những cái xu thế ở trong tương lai, tại vì thị trường thì nó sẽ tiếp tục nó phát triển đó. Và quay lại câu chuyện hồi nãy Nguyên có nói một cái ý, đó là liệu rằng cái sự tham gia của các cái thực thể tài chính truyền thống nó tốt hay xấu cho thị trường, thì thực ra theo quan điểm của anh nhé, nó
nó không có gì là xấu hết, nó là tốt thôi, tốt cho thị trường chung và DeFi thôi. Tại vì thứ nhất là nó cho thấy là ở bên ngoài kia cái dòng tiền truyền thống nó còn rất là nhiều, và nó thực sự đang để mắt đến DeFi và crypto, chứ nó không coi đây là một cái thị trường mà rủi ro để mà nó đổ tiền vào nữa. Cái thứ hai là những cái thương hiệu lớn dạng như Coinbase, mà nếu mà nó có những cái bước chuyển mình từ DeFi sang DeFi như vậy thì chứng tỏ rằng nó đang rất là tin tưởng. Mặc dù thời điểm này có thể là có năm 2022 vừa rồi có thể là cái thời điểm mà thị trường hết sức khó khăn, nhưng mà nó vẫn tin tưởng vào cái tài chính phi tập trung, vào Ethereum và vào những cái giải pháp mà Layer 2 hiện tại, và nó sẵn sàng nó chấp nhận cái này gọi là đánh đổi đó. Tại vì trong tương lai thì rất dễ là bị gõ cửa bởi mấy cái ông pháp lý ở bên Mỹ, cái này chắc chắn luôn trước sau gì cũng vậy đó. Nhưng mà coi như là nó chấp nhận nó đánh đổi để mà nó phát triển lên ở trên DeFi thì ra cái này tốt thôi. Và với những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta chắc chắn rằng những cái DApp trong hiện tại nó có thể chúng ta gọi bây giờ nó là những cái công ty nhỏ, nhưng mà sau này nó có thể phát triển lên thành những cái gọi là tập đoàn, nó có thể là tập đoàn đa quốc gia. Đó chính là câu chuyện nó phát triển ra nhiều chuỗi khác nhau, và thậm chí là nó rộng đến mức nó cần phải xây dựng riêng một cái chain của mình. Thì đó là cái câu chuyện mà mình nghĩ là cái ông founder của Paradigm đã ông có cái tầm nhìn khá là long term. Thì quay lại câu chuyện là thì vậy thì chúng ta nên để ý vào những cái gì? Thì nếu mà app chain phát triển thì trong long term thì đầu tiên là những cái ông cung cấp dịch vụ thì sẽ là ông hưởng lợi nhất. Hiện tại thì chúng ta thấy có một vài cái tên ở trên thị trường, thí dụ như Cosmos hoặc là Avalanche hoặc là Optimism. Tuy nhiên mọi người có thể thấy là cả ba ông này đều đang phát triển khá là chậm, đúng không? Cosmos SDK, Subnet, Subnet của Avalanche, mấy cái parachain của Dot nữa, đúng không? Nó cũng là một cái dạng khá là tương tự, và gần đây là OpenStack. Thì mọi người thấy là nó phát triển khá là chậm, thì đó chỉ là đơn thuần bởi vì thị trường nó chưa có nhu cầu. Tức là kiểu như mấy ông đưa ra sản phẩm mà nó đi trước bán nó, thị trường mất. Thực ra thị trường hiện tại chưa cần nhiều dự án nó cần cái nhu cầu như vậy đó. Nhiều khi mà họ build xong rồi nhưng mà họ kiểu ghim cái tiền nó lại, hoặc là sau đó để đợi một cái bối cảnh thị trường nó tốt hơn thì bắt đầu họ công bố cái thông tin đó. Yeah, chính xác. Thì đó, thì chúng ta nên để mắt đến những cái đó trong long term, tại vì chắc chắn như Nguyên và mình cũng đồng ý với cái quan điểm đó, chắc chắn nó sẽ là xu hướng phải có ở trong long term. Thực ra thì rất là đồng tình với anh Poseidon về cái việc là các dự án nó đang có thể coi là đánh đổi cái hiện tại với cái tầm nhìn về tương lai của họ. Điển hình là cái ông CEO của Coinbase ha, Brian Armstrong, thì sau cái việc là SEC họ có nhiều cái động thái rất là cứng rắn với cái hoạt động staking của các sàn giao dịch, thì bản thân Coinbase họ cũng đã đứng lên, họ gọi là họ dám đưa lên cái tiếng nói của mình các thứ, rồi họ đấu tranh cho cái thị trường DeFi này đó. Thì có thể trong tương lai chúng ta không biết đâu, nhưng mà hiện tại thì chúng ta cứ theo dõi thôi, và tất nhiên là bọn mình sẽ vẫn đồng hành cùng với thị trường và đồng hành cùng với anh em trong các tập tiếp theo của DeFi Discussion, và để chúng ta sẽ biết được là thị trường này nó sẽ đi về đâu và nó sẽ có những cái biến chuyển nào, những cái thay đổi nào, những cái cập nhật, những cái cải tiến nào. Thì chắc là tập tuần này thì anh em mình nói nó cũng hơi vĩ mô rồi, nó cũng lan man rồi, đi từ riêng cái base của Coinbase rồi đi sang Binance rồi đi tận qua những cái app chain rồi. Thì hy vọng là anh em không cảm thấy quá bị loãng và bị lạc đường trong cái biển thông tin của tuần qua với thị trường ha. Rồi thì chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tuần này. Ok, rồi cảm ơn Nguyên. Thì nói chung đây cũng là một chủ đề khá là thú vị, và nó gợi mở ra khá là nhiều cái từ khóa giá trị để chúng ta theo dõi. Có thể là trong dài hạn, thậm chí là 2-3 năm tới là nó vẫn có giá trị. Thì mình cũng rất vui khi được chia sẻ một vài cái thông tin mà mình biết ở trong cái podcast tuần này. Và ok, chúc anh em một cái
tuần mới, nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả, và hẹn gặp lại anh em trong những cái tập podcast tiếp theo. Rồi, cảm ơn anh Poseidon và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với DeFi Discussion đến tận những phút cuối cùng của tập tuần này. Hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo với những chủ đề thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha. Rồi, xin chào anh em.